ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែករបៀបធ្វើក្តាមពងជ្រក់ឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចា៎ឥឡូវនេះយើងចូលមកមើលគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើក្តាមពងជ្រក់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា គ្រឿងផ្សំដែលយើងយកមកជ្រក់ក្តាមចាមានដូចជាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំហាប់ជាចំណិតស្ដើងស្ដើងម្ទេសក្រហមចាក៏ហាន់ជាចំណិតស្ដើងស្ដើងដូចគ្នាទឹកត្រីចាមានចំនួន1ចានគោមសម្លតូចចាគឺយើងប្រើទឹកត្រីចាយើងមើលតាមចំនួនក្តាមសម្រាប់ក្តាមនេះចាមានចំនួន1គីឡូកន្លះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំប្រើទឹកត្រី1ចានគោមសម្លតូចចាតែយើងដាក់ឲ្យពេញស្ករត្នោតមានចំនួន3ស្លាបព្រាបាយ សម្រាប់ទឹកត្រីជ្រក់ក្តាមចាគឺយើងប្រើអំបិលបន្តិចចាហើយនឹងប៊ីចេងតិចតួចនេះខ្ញុំមានក្តាមពងចំនួន1គីឡូកន្លះចាហើយយើងត្រូវមានទឹកសូដាសម្រាប់ទឹកសូដានេះដែរគឺយើងប្រើជាម៉ាកអ្វីក៏បានគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងកូនកញ្ច្រែងនេះចាគឺយើងយកមកធ្វើជាទឹកត្រីបុកចាត្រាំក្តាមឲ្យយើងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបចាជ្រក់ក្តាមជំហានទី1សិនចាបន្តមកគឺយើងធ្វើតាមបែបបទរបស់យើងជាបណ្ដាៗទៀ
chính. Chà, chưa người điện chọn đã chụp không có. Chà là nên đi khiêm đẹp trong cái đá mà đẹp rồi hái chà nên khiêm thưa ca chặt thật sổ đa chố. Xong đáp thật sổ đa đi phong đá chà cứ dương trời chặt ở lịch cái đám chà dương trời mẹ ban lịch cái đám. Nếu khi mà chạy tóc sổ đa trăm cả đám rồi hái chà. Xong rạp cả đám trăm tóc sổ đa nâng cư dương từ trăm ở lít cho mùi nâng tóc sổ đa. Bằng tóc một tiết cư nếu khi em dọc cả đám nâng chà tự đặt class C nâng tu tự có trong đồn phì màu. Chà lấy nít nếu khi em dọc cả đám chà mà đặt class C nâng tu tự có nâng xây tỏ nọ phép từ chạy thoa mà đá chà trong đồn phì màu. À lấy nít nếu khi em mặt phơ tật trấy chà xong rạp chủ cả đám chà chà tật trấy chố. Tật trấy chủ cả đám ở dưỡng chà cư dương từ lùi ẩm bờ bằng tay chà hay đặt bị chén cho bằng tách cho hai dơ một thêm tắc so thò mà đá bằng to mát cho cứ score thân áo bên trong lồn đơn tập thiệu bái cho xâm đạp tập trạch bằng dưới nó cứ dơ làm thầu đập bụng bàn ó tập trạch cho xâm đạp chuột cả đá bàn bụng là ó hái đi trong thuộc cả bật lớn. Xong rạp tật trái chá cư nên khi em tục vì ai để chạm một tay sân, bàn chạm tâm xó nâng một tay chố. Tật trái chá xong rạp chuột khao đọc bàn nên khi em bàn để chạm tình hái nên khi em chạm cửa xóm chố. Tật trái xong rạp chuột khao bông bà dưỡng chá cư dương tự tục ai để chạm tâm ở đó chá, tục ai để chạm xa lập tâm ở đó. Chá là nít cực màu hái chá, khao đám nên khi em tâm sổ đám nên chùm luôn bì máu chá hãy. Tập trái xong rạp trăm cả đám bọn nếu cô ta chạy lò đá chà. Lấy đi nếu không thua ca trăm cả đám chà lấy đi nếu không đục tập trái chà sổ rộp cho cả đám bỏ chướng thật nóng thật nóng. Chà là nít nít khi mà đã trăm gram rì rò hai. Chà hai dương trời trăm mình lên chạch gram bỏ chứ. Chà bọn tòa bì trăm rì rò hai. Chà cứ dương trời và áp tốc. Rồi dạp về bì bàm bí tới bàm bây mau mà tòa tiền. Chà là nít nít khi mà thư ca và áp gram hai. Cứ nít khi mà thư tật trời bốc. Chà cứ dương một chủ gram chia chung hiên trong cà rồi. Gram trăm đọc bọn nít khi mà trời và áp tốc. Rồi dạp về bì bàm bí tới bàm bây mau tiền. Là nít nít khi mà thư ca bộ tật trời. Chà tốc xong rạp chủ gram bỏ chứ.
cha là đi dùng một thưa cả bao tập tới đây sắp đặt tục chỗ cả làm bao chứ bạn cô chi bạn xoay cô chi bạn xoay bạn hai cha này hiện đặt cơm sớ tôm tê ban mặt hai chai này không chạm bao giờ bị cháy khó xó chắc là nên khi mà bằng thêm cơm sống cho mình đôi chìa tật tới đấy tật rồi chứ má thêm tật xò 5 phút bằng tỏ mắt nên khi mà coca cho được bỏ sống xong mà chạy chuyên bông bông tha tập tray xong làm cho một trụ cả đam bài chơi nít cha cười chương cho riêng riêu chương tập tray bộc dương thoa mà đá chà cha xong làm đôi chuyện bách cười chương cho đôi chuyện chú và em phải tập tray bộc xong làm trụ cả đám cho đi rồi hái nên trong đồng trăm cả đám chà ở ban ngúng cứ để về phạm pi tập làm bay máu cứ nên thêm cho một trở bao cho môi nên tập tray bộc để còn to tiếp chà lấy nít cả đám đại niên khi ông mang tám trăm miên để giải phép làm pi màu hái lấy nít đi trong thơ ca tròn cả đám làm bay cho một chế độ cho vui nơi tập tây bộ còn to nên khi ông đem trong cả đám đôi hái cha còn to một tiếc cứ nên trong sơ đồ tập tây bộ chỗ cha dương sầu tập tre bộ nước ra hồ đào lên cả làm được nía nên khi mà sầu tập tre bộ cho rồi hái cha cứ dương tre đại lên cả làm bao dương cha mà tổ mắc cứ dương tre và ở địa về bay màu tím cha bằng cả làm dưới nước ngôn chân ngành xong ra cả làm bông chủ nít cha cứ dương phớ và áp tục địa về đập bún tới đập ra máu cứ bằng nhắm hái bằng tay bờ sân bờ dương chọn ba đôi chiếc ca thật chai nữa cha cứ dương tục mùi dụng mùi thường ngày cha cứ đôi chiếc cứ chung ngôi chai khăn lăng tầm mặt đòn cha là nên mình không áp tục đẹp về bay máu còn tập bị chịu chung ngôi tập tại bọc hái cha là nên cả nam phong chưa được ban những nhóm ban ngóng cha mình khăn chung ngôi lọ hái cha phật thiên tàn đồ quay trong tập tu tiên bản tên nên khi em có sốt bằng con chân là bông phong để ban tạm đang say về tổ vì được biết vừa cả nam phong chưa được chung ngôi đường niên khi nhóm ប្រសិនបងប្អូនពេញចិត្តក្នុងការចម្អិនរបស់អ្នកខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ឬដូចជាចែករំលែកលើ Channel YouTube សុខគុណធាគុកឃីងបងប្អូននៅទទួលបាននូវមុខម្ហូបថ្មីៗពីនេះខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណច្រើនចំពោះសុខភាពល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត